bạn muốn bỏ ra hàng chục triệu đồng để chạy quảng cáo Facebook, hãy tìm kiếm một giải pháp miễn phí giúp bạn quảng cáo đến hàng chục nghìn người. Hãy dùng ngay SuperAccount, giải pháp marketing số 1 hiện nay. Truy cập ngay hpsoftware.vn, nhập ngay mã DDTV vào khung chat để được giảm tới 20%. Từ vị trí tân binh, Bamboo Airways trở thành hãng hàng không có tỷ lệ bay đúng giờ cao nhất và đây là lý do. Đi vào khai thác thương mại chưa lâu, nhưng hãng hàng không Bamboo Airways đã và đang liên tiếp dẫn đầu về tỷ lệ đúng giờ trên thị trường hàng không Việt Nam. Theo số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam, trong giai đoạn từ 19 tháng 1 đến 18 tháng 2, Bamboo Airways đã khai thác 507 chuyến bay đầu tiên của hãng với tỷ lệ đúng giờ lên tới 94,5%, chỉ có 28 chuyến bị chậm. Tỷ lệ này đưa Bamboo Airways từ vị trí tân binh trở thành hãng có tỷ lệ bay đúng giờ cao nhất trong các hãng hàng không Việt Nam. Thông tin thêm về vấn đề gây chậm, hủy chuyến trong ngành hàng không nói chung, ông Đặng Tất Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Bamboo Airways tiết lộ phần lớn nguyên nhân là do yếu tố khách quan, ngoài khả năng can thiệp của hãng như thời tiết thiên tai, vật ngoại lai, hạ tầng trang thiết bị tại cảng, đường băng, không lưu, dịch vụ mặt đất. Sau đó mới đến các nguyên nhân chủ quan như kỹ thuật, lịch bay, tổ bay, thủ tục, hành lý. Thế nên, về bản chất, chính những hãng không lớn hơn sẽ sở hữu cái gọi là lợi thế kinh tế nhờ quy mô tốt hơn những hãng đang trong giai đoạn đầu phát triển như Bamboo Airways do có quỹ máy bay dự phòng lớn, đội ngũ nhân viên và tổ bay dự bị đông. Họ sẽ sở hữu nhiều công cụ hơn để điều động trong trường hợp cần thiết. Bởi vậy, về lý thuyết, càng có nhiều máy bay hơn thì càng có điều kiện đúng giờ hơn, ông Thắng thừa nhận. Tuy nhiên, với Bamboo Airways, khi số lượng máy bay chưa nhiều, họ đã cố gắng bù lại bằng phương pháp quản lý khoa học và khả năng lên kế hoạch kỹ càng. Ví dụ, để chuẩn bị cho giai đoạn cao điểm như lễ Tết, mùa du lịch thì chương trình bảo dưỡng máy bay được hoàn thiện vào giai đoạn thấp điểm trước đó. Các nguồn lực dự bị được đồng loạt tăng cường từ nhân lực như đội ngũ nhân viên, tiếp viên, tổ lái đến vật lực như trang thiết bị, khí tài. Lịch bay có thể chuyển sang ban đêm để giảm tải cho cảng hàng không. Dĩ nhiên, Phó Chủ tịch Bamboo Airways cũng thừa nhận mọi sự chuẩn bị dù kỹ càng đến đâu vẫn không thể đảm bảo các chuyến bay đúng giờ hoàn toàn. Trong trường hợp 5% bị chậm hoặc hủy chuyến, hãng sẽ cố gắng bù đắp cho hành khách bằng dịch vụ và các giá trị gia tăng. Bên cạnh chính sách bồi thường, hỗ trợ như quy định hiện hành, chúng tôi cũng có chính sách dịch vụ bổ sung riêng của hãng như suất ăn phụ hay quà tặng để đảm bảo một trải nghiệm hài lòng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đây cũng là một phần trong mục tiêu cung cấp dịch vụ hàng không tiêu chuẩn 5 sao mà Bamboo Airways xác định, nơi mọi cảm xúc của khách hàng đều sẽ được lắng nghe và được trân trọng. Ông Thắng khẳng định trong tương lai gần, khi lượng máy bay đặt mua bắt đầu được bàn giao, hoàn thiện đội bay đạt số lượng 30 máy bay thân rộng Boeing 787 Dreamliner và 50 máy bay thân hẹp Airbus A321neo như kế hoạch đề ra, thì Bamboo Airways sẽ có thêm nhiều điều kiện về quy mô và hạ tầng phục vụ hành khách tốt hơn nữa, tiếp tục nâng cao hơn tỷ lệ đúng giờ. Nhưng dù thế nào, họ vẫn tuân thủ nguyên tắc số 1 là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách. Tôi muốn nhấn mạnh một nguyên tắc tuyệt đối không thay đổi của Bamboo Airways. Trong bất cứ trường hợp nào, an ninh và an toàn bay là điều không bao giờ được thỏa hiệp. Từ Nhật Anh, theo báo điện tử Trí Thức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Bay Bamboo Airways khởi hành hàng tuần và dịp lễ. Truy cập link shorten.asia tại comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này.